ta bấm giữ, bấm cái nữa, tắt âm thanh ha. Cái nè, các bạn sẽ tạt qua đây, tạt phải, xéo bên phải, đó, lùi, đó, xéo bên trái, lùi. Vâng, xin chào bạn, hôm nay xin giới thiệu bạn mẫu sản phẩm mới, đó là xe địa hình Rock Rockler ha. Thì cái mẫu địa hình này thì nó dạng bánh này thì nó có thể tạt trái tạt phải, đồng thời nó sẽ có âm thanh và nó sẽ có những cái chức năng thì mình sẽ giới thiệu trên cái remote này cho các bạn ha. Thì cái xe này á thì cái vỏ màu xanh này nè thì nó được làm bằng nhôm ha. Đây. Cái vỏ bằng nhôm. Nhìn rất là đẹp. Rồi, thì ở đây nó sẽ có cái remote nè, remote này sẽ có nút, thế nên nút này là khởi động nè. Nút trên đây là khởi động ha, này là tiến lùi, này là xoay trái xoay phải. Thì ngoài xoay trái xoay phải, dưới đây bạn có thể thấy những cái mũi tên nè, thế này mũi tên này bên phải ha, tạt qua phải, tạt xéo lên phải ha, xéo xuống dưới ha, nhưng mà mé bên phải, bên đây cũng vậy, tạt trái xéo lên xéo xuống. Còn chữ A này nó có chức năng là auto, tức là khi bạn bấm thì xe sẽ tự động hoạt động ha, và nó sẽ phát nhạc. Đồng thời cái chữ A này nó sẽ còn có chức năng nữa là thay đổi âm thanh và tắt âm thanh. Bằng cách chúng ta bấm giữ, mỗi lần chúng ta bấm giữ nó sẽ thay đổi âm thanh. Cái nút 1, 2, 3 này là chức năng lập trình. Khi chúng ta bấm vào một cái, các bạn muốn tạt trái bấm một cái, tạt phải bấm một cái. Sau đó chúng ta bấm vào nút lập trình thì chiếc xe của chúng ta sẽ tự lập trình theo cái chế độ mà chúng ta muốn ha. Bây giờ mình sẽ nói thử cho bạn xem luôn. Đây, pin trong đây là pin 3V7 1200mAh nha các bạn. Đó, chúng ta bật on. Đó, ta bấm nút này khởi động. Đó, thì mặc định xe phải động như vậy ha. Tuy nhiên khi mà các bạn bấm tiếng lùi này thì sẽ có âm thanh như thế này. Đó, tiếng lùi. Xe trái, xe phải ha. Thì xe này nó có đèn nha các bạn. Xe này có đèn. Đó, đó là nút khởi động. Rồi, khi chúng ta bấm đây, mình sẽ để ha. Này là tạt trái nè, tức là xe tạt qua đây. Tạt phải. Xéo bên phải. Đó, lùi, đó, xéo bên trái, lùi. Đó, tiếng về trước, ok. Nhưng mà nếu ta không muốn sử dụng âm thanh này, bạn bấm giữ chữ A nè, nó sẽ thay đổi. Đó, chúng ta bấm giữ, bấm cái nữa, tắt âm thanh ha. Thì nếu bạn muốn tiết kiệm pin thì chúng ta nên chơi chế độ này, thì tắt âm thanh thì chúng ta vẫn điều khiển tiếng lùi bình thường ha. Xe trái, xe phải. Đó, tạt trái tạt phải, tiến trái tiến phải, lùi trái lùi phải, ok. Đó. Nói chung về thì chúng ta sẽ sạc pin trước khi chơi nha các bạn. Lập trình mình cho xe trái xe phải thôi, xe trái xe phải, xe trái xe phải, ok. Xe trái nè, đó, xe phải, xe trái xe phải, đó, ok ha. Còn tạt trái tạt phải do cái bàn ngắn quá, nó tạt qua trái cái nó rớt đất luôn, ok. Thì cái xe này á, thì là sóng 2.4 cho nên là nó chạy khoảng cách xa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là pin 1200 cũng chơi lâu ha. Cái thứ ba nữa là khi mà cái xe này khi bạn mua hai chiếc giống nhau mà về chơi á thì nó sẽ không bị trùng sóng. Thì khi bạn mua về vui lòng sạc trước khi chơi cái đầu này nè. Các bạn nhiều cốc sạc điện thoại ha, đầu này chúng ta tháo pin rời chúng ta sạc rời nha các bạn. Đó, rồi thì khi mà chúng ta chơi xong á, pin yếu á, thì chúng ta vui lòng tắt xe ha. Remote điều khiển thì chúng ta không cần tắt. Nó tự ngắt kết nối luôn. Đó, nhưng mà khi chúng ta các bạn để lâu mà không muốn hoạt động trở lại thì chúng ta sẽ bấm nút khởi động ha. Còn thí dụ như mình mới tắt, mình mở lên liền thì nó vẫn điều khiển được. Đó, nó vẫn nhận liền. Còn thí dụ các bạn để lâu á là nó không nhận thì chúng ta bấm nút khởi động cho nó khởi động lên ha. Đó. Thì cái sản phẩm này nó có hai màu, cái màu vàng đồng với cái màu xanh này nè. Thì nếu các bạn quan tâm mẫu sản phẩm này á, thì các bạn sẽ truy cập vào website trực tuyến asen.vn và gõ với một từ khóa là 996 ha. Thì nó sẽ C996 thì nó sẽ ra mẫu sản phẩm này. Nó sẽ có hai màu cho các bạn lựa chọn luôn, sóng 2.4 ha, điều khiển chức năng tiến lùi tạt trái tạt phải, nhiều chức năng ha. Và có âm thanh nữa. Rồi,
Thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Còn nữa, Hà Sinh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.